Dạ bạn, hiện tại ngoài trời đang mưa cho nên là không thể nào mà làm video ở ngoài trời được. Cho nên là có gì thì mọi người thông cảm cho mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái phần dự đoán tỷ số. Nhưng mà lần này sẽ là trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Và sẽ bắt đầu đá từ 19 giờ ngày hôm nay 22 tháng 5 năm 2022. Và ở đây mình có đăng một cái bài trên fanpage của mình, Mr. Tôm Hùng. Ở đây thì mình sẽ lập một cái bình chọn trên tin Facebook cá nhân của mình, tức là thành nhân Tôm Hùng, để bình chọn và dự đoán tỷ số. Nếu như đội tuyển nào giành huy chương vàng môn bóng đá nam thì sẽ được chọn. Hai trong những bạn đó đã bình chọn trên tin FB cá nhân của mình qua nhóm đi bộ của TOS. Tức là mình sẽ gửi link mời cho hai bạn đó. Đấy, và chắc chắn rồi, sau trận bóng đá thì sẽ livestream trên trang TikTok của mình. Đây cũng coi là một mini game đặc biệt để chuẩn bị cho lễ bế mạc SEA Games 31 vào ngày mai. Đấy, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày mai. Và giờ thì mình không biết là cụ thể sẽ như thế nào. Và ở đây mình có đăng một cái tin. Đây, tin. Để xem có bạn nào bình chọn hay không. À đây, duy nhất 100% chọn U23 Việt Nam. Đấy, duy nhất 100% chọn U23 Việt Nam. Và vẫn đi thường lệ, vẫn là hạ bị trò như ở trận bán kết 18 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2022. Đấy. Và duy nhất là có bạn Quang Mạnh Trương vừa mới bình chọn luôn U23 Việt Nam. Đấy. Tiếp đó mình sẽ là một cái bình chọn trên trang TikTok của mình, tức là trang TikTok có username mang tên Mr. Tôm Hùng Official, để bình chọn và dự đoán tỷ số. Nếu như đội nào giành huy chương vàng môn bóng đá nam sẽ được chọn. Hai trong những bạn đó đã bình chọn trên trang TikTok của mình, để mình sẽ follow team tối đa 5 video cho hai bạn đó nhá. Hai bạn đó đã được mình random để team tối thiểu là 5 video và một follow nhá. 5 video một follow, bởi vì một người một follow mà, chứ có phải nhiều đâu. Vẫn giống như cái bình chọn trên tin FB cá nhân thì vẫn là thông qua buổi live stream trên trang TikTok của mình sau cái trận chung kết môn bóng đá nam nhá, chung kết môn bóng đá nam. Và ở đây mình vừa mới đăng một cái trên trang TikTok của mình. Đây, các bạn nhớ chưa? Có bảng biểu rõ ràng các kiểu. Hạng bình chọn vẫn như ở trên tin FB thôi, 18 giờ ngày 22 tháng 5. Đấy, cho nó công bằng. Ngoài ra mình vừa mới đăng thì vẫn chưa có ai bình chọn cả, cho nên là chúng ta sẽ đợi đến 18 giờ ngày 22 tháng 5 nhé, ngày hôm nay. Và vẫn như ở trong trận bán kết thì chúng ta vẫn phải dự đoán tỷ số nhé. Dự đoán tỷ số, và mình sẽ là người dự đoán tỷ số trước cho mọi người xem. Mình sẽ đoán là 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Đấy, nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Đấy, rất đơn giản, thấy không? Và các bạn nhớ dự đoán tỷ số cho trận đấu này nhé. Ok,